Ok, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Dũng Liên Minh. Chúng ta làm gì đây? Ok, quên mất mình đi vào Free Fire mà mình quên mất mình đã đi vào cái Boya anh em. Ứng dụng Boya ngày xưa làm nhiệm vụ cài linh tinh em mà. Thịt. Em bị cấm vào sao mời rồi. Ok, đã vào ứng dụng Free Fire rồi. Đây là server của Việt Nam. M1401 đẹp thật. Mỗi tội không có tiền mua nha. Mỗi tội không có tiền mua. Không biết đêm này là còn ai chơi nữa không mà vào tìm trận. Khả năng tối không biết có người chơi không thì phải để thử xem. Không có trận thật, cái tình hình này không có trận thật đấy chứ các bạn, không thể thực hiện được khi đang ghép trận hả? Nhìn con chó nhìn cũng hay chứ các bạn, skin rồng đất, còn đây là Shiba Hip Hop. Nhìn vào sự việc bất kỳ có gì xảy ra ta sẽ là nhà vua, skin trợ thủ rồng đất, đường keo. Ôi khả năng này không có trận được các bạn ạ. Cứ như này thì khả năng không có trận rất là cao này. Thành bìa đấy, quả skin này đẹp phết đấy chứ anh em. Nick này cũng có thâm niên ở trong trong nghề đấy chứ. Nick này cũng có thâm niên ở trong nghề đấy chứ. Cái này mình thấy cũng đẹp này. À, trang bị luôn nhưng mà không thể thực hiện khi đang ghép trận. Mảnh cái này, mảnh này dùng làm gì? Hiển thị thứ hạng của tôi Free Fire World Series 2021 Singapore. Cái pin này dùng làm gì? Pin này dùng để ấy cả. Không có trận rồi, khả năng không có trận này em ạ. Như thế này là không có trận rồi, nhìn là biết. Tìm lại trận phát xem nào, đợi cố đợi thêm Ok, có trận thật các bạn. Sắp vào trận rồi, anh em đợi tí, nó đang trong thời gian khởi động đấy. Đang trong thời gian khởi động. Lại trong thời gian ông toàn thân đi vong tộc. Bình tĩnh nào, lâu lắm rồi mình được chơi cái map này các bạn. Nhanh lên, nhanh lên bạn ơi. Ok, đang lên lên vòng này rồi, có vẻ vòng này có vẻ hợp lý này. Lâu lắm rồi mình không chơi cái map này, lâu lắm không chơi cái map này các bạn. Ok, nhanh 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 đi, nhanh đi nhanh, đừng cụt bên này, đừng cụt rồi, nhanh nhanh nha. Xong rồi lại bị chặn đường. Ôi rồi ôi, chặn đường này đến bao giờ mới qua đây. Đây nó đang xuống cái này, bây giờ mới qua được. Đấy, mấy thằng kia nó đã qua đến kia rồi. Ở kìa, rơi nó mới cay nhỉ, rơi nó mới cay chứ các bạn ơi. Rồi đến chỗ này rồi, ở kìa, nhảy đất mới cay chứ. Ôi xong rồi, vòng này lại như này, về cuối rồi. Vòng này như này, chỗ này quá quá khó vẽ nổi rồi các bạn này. Thể với các bạn luôn, chỗ này quá khó cực. Rồi, ok. Chỗ này quá khó lắm. Chỗ này không phải đơn giản mà qua được đâu. Rồi đấy, lại qua rồi này. Ôi qua được ơi nhỉ, rơi rồi. Thôi, xong rồi. Khó nhờ. Qua rồi.
Thôi, ok. Chỗ này quá khó thật đấy. Công nhận với các bạn luôn, chỗ này nó quá khó vãi nổi ra. Cái chỗ này mình không biết qua đi nào luôn á. Thôi xong rồi. Chỗ này bắt buộc hình như là anh em phải đi ở bên dưới sao mới qua được. Đây bắt buộc phải đi ở dưới này này anh em này. Ui giời ơi, qua bên kia rồi mà vẫn không qua được. Mẹ nó, năm thằng nó về đích rồi. Trời ơi, map này công nhận khó thật, thề với các bạn luôn. Map này khó thực sự luôn á. Ôi vẫn không qua được, không qua nổi luôn. Chịu với cái map này mình, chỗ này mình không biết qua nổi như nào luôn á. Thôi hết vòng rồi, không qua được. Thấp điểm quá, thế này thì làm ăn gì. Rồi đến map này thì may ra là qua được này. Map kia thì chịu hẳn. Map kia thì gọi là trần văn chịu luôn đấy. Nào nhảy nhanh nào, nhảy nhanh nào, mấy thằng kia nó về hết rồi. Mấy thằng kia nó về hết rồi, mình chưa về được. Ui, tí thì toài. Tí thì oảng. Tí thì oảng. Lên nào. Chỗ này thì may ra còn biết cách qua này. Mấy chỗ kia thì cũng chịu. Mấy chỗ này thì chịu. Ô tôi kìa. Đứng ấy quá, đứng sát quá, đâm ra là bị nó. Nào nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Rồi ok qua được rồi. Có mấy thằng nó qua rồi kìa. Mình vẫn chưa qua được là sao ta. Ôi ôi kìa. Trơn 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 trơn. Rồi qua rồi. Chạy nhanh lên, vượt qua con gấu trúc điên rồ này đi. Nhìn con gấu trúc nhìn nó buồn cười vãi nồi ra. Ô thế đéo nó đi qua được vậy. What? Vãi nồi, nó đi qua như chỗ không người luôn, thế mà nó vẫn qua được. Mình nắm lúc mình qua toàn bị nó đâm thôi. Tĩnh bạn ơi, mẹ máu thế nhở. Mẹ cẩn thận chỗ này đéo qua được cái này. Cẩn thận đấy. Thề với các bạn chỗ này không cẩn thận là lại rớt đây này. Qua được không? Ôi giời ơi, rơi thật. Cày thật đấy. Qua được không? Chỗ này mà không qua được là nhục luôn đấy. Mấy trận mà không qua được cái này. Đấy. Đã bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu thấy nó lặp lại rồi đấy. Lặp lại thật. Trời ơi, chỗ này không qua được thì đúng là gà thật. Siêu gà luôn. Rồi xong thật, không qua được thật. Ma cái chỗ này nó ảo ma thật sự luôn á. Đã hoàn thành cuộc đua rồi kìa, mình vẫn đang ở đây. Cái động má nhà nó nữa. Khó thật chỗ này, đến cái chỗ cuối rồi nhưng mà lại không qua được cơ. Cuối tí thì toi. Thôi cứ đi từ từ các bạn, mẹ không vội để chết đấy. Rơi xuống kia là hoảng đấy, đến đây rồi mà còn chưa qua là mới có mỗi mình một thằng nữa qua thôi. Cái map này với cái map kia là một trong những map mình thấy khó nhất. Điều gì quý giá hơn cả bạc vàng? Điều gì quý giá hơn thời gian? Không biết nào. Hello chị. Hết phòng rồi.
Điều gì quý giá hơn cả bạc vàng? Ok. Cái gì này? Ôi, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào các bạn ơi, tôi con vịt ơi, đừng có chạy như thế, thua đấy. Chạy như thế là oảng đấy bạn ơi, đừng có dại mà chạy như thế. Ma mấy cái con điên này. Chúng mày điên vừa thôi. Đừng có chạy ra cái chỗ này nữa. Ma nó cứ chạy ra chỗ mình nó mới điên chứ. Điều gì sống mãi với thời gian, xin được cát trắng với miên man. Ra đây đứng đi anh em. À, chỗ này nguy hiểm quá nhỉ. May quá vẫn còn cái tí chỗ này đứng không thì lại toang lên này. Cứ bình tĩnh thôi. Má con vịt ngu kia. Thôi chiến thắng rồi. Trừ 10 anh ơi.